Hiện nay tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 12, tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đô Lô khóa 13. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 12, tiếp tục giữ chức danh Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 13. Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả ngày đại hội thứ nhất để đại hội nắm bắt được. Đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn đại hội. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, về dự với đại hội hôm nay rất vinh dự được đón tiếp các ông bà đại diện các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn xã Đông Lộ